Bất ngờ, một diễn viên hài tạ ơn Đức Mẹ Maria có niềm yêu mến Thiên Chúa. Thành Long mến chào cộng đoàn, nghệ sĩ Hữu Châu, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1966 tại Sài Gòn, trong một dòng họ có truyền thống về cải lương. Cha là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nữ nghệ sĩ Thanh Lệ. Bà nội của anh là Nguyễn Thị Thơ, chủ đoàn hát Thanh Minh, là một trong năm cánh hát cải lương lớn nhất đất Sài Gòn vào thời điểm đó. Hữu Châu là một diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, diễn viên kịch và nghệ sĩ cải lương kịch của Việt Nam. Anh được biết đến qua một số tác phẩm kinh điển như vai Nguyễn Trãi trong vở Bí mật Vườn Lệ Chi, vai Virginia trong Âm mưu và Tình yêu, vai Bình trong Đừng nói lời vĩnh biệt, vai Lão ẩn sĩ trong vở Đời luận anh hùng, Lỗ Quý trong vở kịch nổi tiếng Lôi Vũ. Hôm nay trên Facebook cá nhân, anh viết: Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, sáng nay 24 tháng 1 năm 2022. Tạ ơn mẹ đã che chở cho cả nhà con năm qua, vượt qua được hết kiếp nạn tai ương dịch bệnh. Tạ ơn mẹ đã cho được no bụng, ấm áp phần nào khi thời gian dịch bệnh xảy ra. Tạ ơn mẹ đã giúp cho có tâm thế bình tĩnh, vững vàng để mạnh mẽ sống và thương. Tạ ơn mẹ đã thương cho gia đình con vẫn còn đầy đủ bên nhau, vui vẻ và tất cả công việc trở lại đều được hành thông như ý. Tạ ơn Đức Mẹ. Theo tìm hiểu, kể từ năm 2019, nghệ sĩ nổi tiếng này đặt niềm tin tôn giáo vào Thiên Chúa và Đức Mẹ. Trước đó, nghệ sĩ là người hướng Phật và thường xuyên đi lễ tại các chùa. Tháng 4 năm 2019, anh chia sẻ, hình Đức Mẹ đẹp, quá đẹp. Nghe bạn bè nói, mẹ khóc khi nhìn thấy Chúa bị đóng đinh. Kỷ niệm tuần lễ thánh, Chúa chịu thương khó. Cảm ơn người cháu gửi tặng hình, đẹp quá, thương chúc các bạn ngủ thật ngon. Ngày 12 tháng 4 năm 2020, anh viết, kính mừng phục sinh, hôm nay Chúa Nhật. Ngày của Chúa vui vẻ hết chư vị nghe. Ngày hôm nay thật đẹp, thật an lành. Ngày 17 tháng 5 năm 2020, anh viết, hôm nay Chúa Nhật, ngày của Chúa vui vẻ, an lành chư vị nghe. Tháng 4 năm 2021, anh bình luận, hôm nay Chúa Nhật là ngày của Chúa, bình an, hạnh phúc, nghe chư vị ơi, vui cười, hân hoan nhé. Tháng 11 năm 2021, anh viết, hôm nay Chúa Nhật, ngày của Chúa, bình yên, ấm áp, an vui, nghe chư vị ơi. Như chúng ta cũng thấy, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thuộc tôn giáo khác nhưng họ vẫn đặt niềm tin vào Chúa và Đức Mẹ như nghệ sĩ Cát Tường, Hiếu Hiền. Mặc dù chưa biết anh có ý định sửa tội để chính thức trở thành con cái Chúa hay không, nhưng admin hy vọng rằng tương lai sẽ là đồng đạo với anh. Xin Chúa chúc lành tới anh và gia đình. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.